Hi everyone, welcome to Lemming Channel. Have a nice day for all of you. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh Gaming Channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về game Plants vs Zombies nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn thôi. Các em biết là hôm nay sẽ chơi con gì đây? Hôm nay mình sẽ chơi con mình sẽ test con Cattail này nha các bạn. Đây. Mình sẽ chơi con Cattail này nha. Cattail thì cái tiếng Anh của mình không được tốt lắm nha các bạn, thông cảm nha. Ok. Ok, mình sẽ chơi hiện tại Survival. Con này thì thực ra là nó cũng bắn rất là bình thường thôi, nhưng mà vào trong tay mình thì nó sẽ trở nên thần thánh hơn nha các bạn. Ok. Ok, mình sẽ trồng đè lên nha. Mình sẽ trồng theo hàng và mình sẽ trồng đè lên để tăng cái độ đam của nó nha các bạn. Ok. Thì sống tẽo mình sẽ test một vài con, một vài cái con zombie để cho cái con Cattail này nó bắn, Cattail này nó bắn xem cái lực của nó với lại từng loại con zombie thế nhà các bạn. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu với những cái con zombie thường nha các bạn, để xem cái đam của cái con. Ok, mình sẽ bắt đầu bằng những cái con zombie thường nha các bạn, để xem cái lực đam của con này như thế nào nha. Wow, one hit, phát chết luôn các bạn. Có hay. Tiếp tục mình sẽ test con football zombie nha các bạn. Wow, khá là mạnh. Ok, zombie. Boom. 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 Power up. Quá mạnh các bạn. Ok, tiếp đến mình sẽ test lấy cho con Yeti zombie với lại con Dinger zombie. Ok. Wow, có nhiều kim cương nữa các bạn. Wow, cái con Yeti zombie này quá nhiều kim cương các bạn. Wow. Tiếp theo con Dinger zombie nha các bạn. Wow, 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 wow. Này đào vàng à. Cái tội ăn một mình. Okay. Rồi tiếp đến mình sẽ chơi con A đây rồi, Gargantua. Con này là Gargantua zombie nha. Rồi. Mình sẽ test con mình sẽ con Giga Gargantua nha các bạn. Con này khá là khỏe. Ok, lần này mình sẽ cho nhiều hơn nha. Đây mình có công việc về công việc là mình dùng laptop nên là nó hơi bị giật một chút các bạn nhỉ. Các bạn nào ở Việt Nam thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, nhớ like, subscribe, comment giúp mình nha. Okay.
bạn rất là nhiều. Rồi có con gì ta? Đây. Còn một cái con này mình cũng không nhớ tên lắm. Cái con này bắn tát bi. Con này mình cũng không nhớ rõ tên. Wow, boom boom. Ok, video này của mình là kết thúc. Mình sẽ làm một cái video ngắn này thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ ấn đăng ký và like, comment ủng hộ mình nha. Goodbye, chào tất cả mọi người.